căn cảnh đại công trình xâm lấn rừng sóc sơn sau kết luận của thanh tra thành phố hà nội vào năm 2019 những năm qua huyện sóc sơn vẫn phát triển hàng trăm công trình vi phạm đất rừng phòng hộ không chỉ bạt núi chủ các công trình vi phạm còn ngang nhiên lấn chiếm lòng hồ bàn tiện và đồng đò Tháng 3 năm 2019, Thanh tra thành phố Hà Nội kết luận có gần 3.000 công trình sai phạm trên đất rừng Sóc Sơn, chỉ tính riêng hai xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven bảy hồ lớn trong quy hoạch rừng có 797 công trình vi phạm. Đến năm 2021, việc xử lý công trình vi phạm theo kết luận thanh tra được tạm dừng cho thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch rừng Sóc Sơn. Nhiều tháng nay, đoạn chân núi dài khoảng 200 mét ven hồ đồng đò xã Minh Trí bị đào bới để xây bờ kè đá cao khoảng 4 mét vào mùa mưa lũ, đi qua đoạn đường này, nhiều người lo sạt lở bất cứ lúc nào do bờ kè đá dựng đứng, mong manh, không chống chọi được với sức tàn phá nếu có mưa lũ. Không chỉ xâm lấn đất rừng, nhiều công trình còn vươn ra cả hồ đồng đò. Trong 6 tháng vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội đã phát hiện 3 vụ vi phạm tại hồ đồng đò trao đổi với phóng viên Việt Nam Net, một lãnh đạo huyện sóc sơn cho biết dù các công trình vi phạm hồ đồng đò nhưng để cưỡng chế được thì cần phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Vào thời điểm thanh tra thành phố Hà Nội ban hành kết luận thanh tra đất rừng sóc sơn ven hồ đồng đò là các bãi đất có cây mọc um tùm, tuy nhiên hơn 3 năm sau kết luận thanh tra ven hồ đồng đò mọc lên hàng loạt công trình kiên cố. Thảm thực vật cây xanh dưới chân núi cạnh hồ đồng đò đang bị cạo chọc thay vào đó là những công trình kiên cố homestay